Mới đây, khoảng 2.000 tiểu thương chợ An Đông ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt bãi thị để phản đối ban quản lý của ngôi chợ này. Đây là hành động thể hiện sự bức xúc của bà con lâu nay nhưng chưa có lời giải thỏa đáng trong việc chậm trễ nâng cấp, sửa chữa chợ của ban quản lý chợ. Rất đông tiểu thương đổ ra đường khiến giao thông tại nhiều giao lộ rơi vào ùn ứ nghiêm trọng. Lực lượng chức năng địa phương được huy động đến phải vất vả phân luồng điều tiết. Theo tìm hiểu, trước đó vào tháng 5 năm 2017, đoàn kiểm tra của thành phố cho biết số tiền thu được từ việc cho tiểu thương thuê quầy sạp năm 2013 là 217 tỷ đồng, hiện vẫn đang được giữ trong kho bạc nhà nước quận 5. Đoàn kiểm tra đã đề nghị Ủy ban nhân dân quận 5 thực hiện công khai số tiền 217 tỷ đồng này phục vụ cho công tác nâng cấp, sửa chữa chợ An Đông và đề nghị bà con tiểu thương cùng tham gia giám sát việc sửa chữa này, đảm bảo minh bạch. Tuy nhiên, đến nay theo người dân, ban quản lý chợ lại cho sửa chữa nâng cấp những hạng mục không đúng mục đích cộng với các khoản thu chi không minh bạch đã gây bức xúc cho dân nên họ đã bãi thị tuần hành như đề cập nói trên.